Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vanoka Bếp Đẹp Phòng Tắm Sang Hôm nay showroom Vanoka xin giới thiệu anh chị và các bạn mẫu chậu rửa bát thương hiệu Konok Model Neron 600 Đây là mẫu chậu được nhập khẩu trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ Neron 600 thương hiệu Konok Sản phẩm này có kích thước là chiều rộng 600 nhân với chiều rộng này là 600 này. Nhân với chiều dài này là 500. Chậu có kích thước với độ dày là 1,2 độ dày của inox này là 1,2 mm. À với chất liệu là 304 AISI thổ nhĩ kỳ. Và full set kèm theo sẽ bao gồm là À, bộ xi phông bộ xi phông đầy đủ có thêm một uh, giá úp bát một giá úp bát để dóc nước rất là dày dặn và chắc chắn anh chị nhé rất là dày dặn và chắc chắn à, kèo theo nữa là một uh, một chút răng mềm này để khi mà chúng ta lắp đặt chúng ta sẽ cuốn để vùng quanh xung quanh ở mặt dưới và đặt lên trên mặt đá chúng ta lưu ý ạ chậu có thêm một tấm dưỡng đây là một tấm dưỡng để giúp cho cái việc mà khoét lỗ đá của chúng ta được thuận lợi nó rất là tiện nó có đầy đủ các cái Hướng dẫn về mặt lắp đặt cho sản phẩm Con ốc làm sản phẩm Từ thiết kế sản phẩm cho đến các cái Phần hỗ trợ thi công lắp đặt Rất là bài bản rất là chuyên nghiệp Đây là cái mẫu chậu đang được bán rất là chạy và rất là phù hợp trong các gia đình mà đang sử dụng cái Máy rửa bát thì chúng ta chỉ cần một chậu Một hố như thế này là dùng nó rất là ok rồi Kích thước của hố chậu là 5 dài là 548 mm và rộng là 395 mm. Cắt đá cho sản phẩm chậu Neron 600 này là 580 và 480. Chúng ta cùng đi xem ở mặt sau của sản phẩm. Chậu được dập liền khối dập liền khối anh chị nhé nên là sẽ không có cái tình trạng giò gì ở đằng sau ở đây chúng ta sẽ thấy một cái miếng màu đen như này đây là cái miếng chống ồn đối với các cái sản phẩm cao cấp thì chậu luôn để trơn như thế này luôn là trơn đó chứ họ sẽ không phun phủ xung quanh mà họ chỉ làm các cái tấm chống ồn rất là nhỏ như thế này ở đằng sau còn lại là nguyên bản là chất inox như nào là nguyên bản luôn. Tất cả các đường nét của sản phẩm rất là khôn hàng. Thực sự là nhìn ở bên ngoài rất là đẹp anh chị ạ. Ở trên sản phẩm thì sẽ có sẵn một uh, lỗ để bắt vòi, vòi chậu. Đây là lỗ uh, vòi uh, lỗ xả tràn này ở bên cạnh đây chỉ sẽ có một tem phụ à không phải à là một tem bảo hành tem bảo hành điện tử chúng ta sẽ đọc thông tin ở trên đây và kích hoạt bảo hành chúng ta sẽ cào cái tem này ra và chúng ta nhắn tin theo cú pháp hướng dẫn ở trên sản phẩm để chúng ta kích hoạt bảo hành tem chống hàng giả Kim bảo hành luôn ở bên cạnh thì chúng ta sẽ có thêm một một cái tem lưu ý nữa đó, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là bao gồm có là Inox 304 AISI chuẩn châu Âu này Cái bát giác phủ nano ngăn ngừa vi khuẩn này Chậu bảo hành 15 chính hãng Bộ xả chống tắc ngăn mùi vượt trội Một sản phẩm rất là tuyệt vời Đây là những cái mẫu chậu mà Cô Nốc đang bán rất chạy trong năm 2022 có thể gọi là hot trend trong dòng chậu một hố kích thước nhỏ 60. Anh chị có nhu cầu mua chậu rửa bát Colop vui lòng liên hệ hotline 0989 891 118 hoặc truy cập website vanuka.vn để tìm hiểu thêm về các cái mẫu chậu rửa bát thương hiệu Colop. Cảm ơn anh chị.